đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Abrika Novosti, ông Sergei Krivonos, tướng đã nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chính quyền Ukraine muốn ký kết một thỏa thuận hòa bình vì họ không tin vào chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nhu cầu chuẩn bị cơ sở để chấm dứt xung đột với Nga trong năm 2024, ông Krivonos đã cho biết ông đã không nghe thấy từ chiến thắng nào từ miệng vị quan chức cấp cao của Ukraine trong 6 tháng qua. Vị tướng đã nghỉ hưu này cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất trong suốt cuộc xung đột. Tướng Sergei Krivonos kết luận, tôi nghi ngờ rằng chúng ta đang bị phản bội, nói một cách nhẹ nhàng. Trước đó ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ý định chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2024. Ông Zelensky nói rằng, mục tiêu kiên định của chúng tôi là chuẩn bị cơ sở thực sự cho một kết thúc công bằng cho cuộc xung đột trong năm nay. Ông Zelensky gọi việc chấm dứt xung đột là nhu cầu chính của Ukraine. Theo ông Zelensky, cuộc xung đột phải được chấm dứt theo các điều khoản công bằng càng sớm càng tốt. Ông Zelensky cũng thừa nhận rằng Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tìm hiểu ý kiến của người dân về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga. Điều này trái ngược với sắc lệnh do chính ông Zelensky từng ký vào mùa thu năm 2022, trong đó cấm mọi cuộc đàm phán với lãnh đạo hiện tại của Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không thể chỉ do nguyên thủ quốc gia quyết định, mà chính người dân cũng phải bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này. Ông Zelensky nói thêm rằng, tuy nhiên đây không phải là kịch bản tốt nhất vì việc Kiev đồng ý nhường một phần lãnh thổ Ukraine cho Nga sẽ đồng nghĩa với việc chiến thắng cho Moscow. Nhà quan sát người Mỹ Ivan Allen tin rằng Ukraine không thể giành lại được các vùng lãnh thổ đã mất, ngay cả khi có sự giúp đỡ của vũ khí, công nghệ và đào tạo của phương Tây. Allen tin rằng đây chỉ là một giấc mơ viển vông đối với Ukraine. Thưa quý vị, gần đây các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã thu được một lô tài liệu mật và nhiều vũ khí bị quân Ukraine bỏ lại trong địa phận thành phố Mariupol. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn tuyên bố từ các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết những tài liệu được nhân viên của họ thu giữ trong địa phận thành phố Mariupol có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Thông cáo từ chi nhánh các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga ở khu vực Donbass viết, ngoài lô tài liệu mật, chúng tôi còn thu được một hòm chứa vũ khí chống tăng, súng phóng lựu FOS 600 và khoảng 30 quả lựu đạn. Hòm chứa vũ khí này được quân đội Ukraine chuẩn bị khi chiến sự nổ ra ở Mariupol. Dự kiến các tài liệu mật sẽ được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành nghiên cứu. Những bức ảnh được các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga đăng tải cho thấy các tài liệu họ thu giữ liên quan tới nhiều sĩ quan trong quân đội Ukraine. Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra phản hồi trước những thông tin do các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga công bố. Truyền thông Nga cho hay, quân đội nước này gần đây đã phá hủy một trạm radar phản pháo ANTBQ-36 của lực lượng vũ trang Ukraine triển khai ở tiền tuyến thuộc tỉnh Zaporizhia. Thông cáo hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, quân đội Nga đã phá hủy trạm radar ANTBQ-36 trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở tỉnh Zaporizhia. Hệ thống radar đã bị tấn công bởi hai phương tiện không người lái Helo 82 MK2. Vụ tập kích đã gây ra hỏa hoạn trong khu vực Ukraine triển khai khí tài, khiến trạm radar bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, lực lượng đặc biệt Ukraine đã phá hủy các thiết bị quân sự, công sự và tiêu diệt binh sĩ Nga trong cuộc đổ bộ ban đêm lên đảo Tendra Spit ở Biển Đen. Theo tờ Kiev Independent, Tendra Spit là hòn đảo ở phía bắc Biển Đen và ở phía tây nam đất liền của vùng Kherson của Ukraine. Hòn đảo này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Chia sẻ trên Telegram ngày 7 tháng 8, cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUR cho biết, vào ngày 6 tháng 8, lực lượng tác chiến đặc biệt của đơn vị Artan và trung tâm hàng hải của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ ở phía bắc Biển Đen. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, một nhóm đặc nhiệm đã đổ bộ lên đảo Tendra Spit trong đêm và phá hủy các xe bọc thép MBLB cùng các hệ thống tác chiến điện tử và công sự của Nga. Tuyên bố nhấn mạnh thêm, quân đội Nga đã chịu tổn thất về binh sĩ, nhưng con số thương vong chính xác chưa thể xác định. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine khẳng định nhóm tấn công Ukraine không chịu tổn thất nào. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến việc đảo Tendra Spit bị tấn công trong báo cáo cập nhật hàng ngày. Cũng theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, chiến dịch tấn công nhằm vào đảo Tendra Spit chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn đang được các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành.
Theo The Moscow Times của Nga, truyền thông địa phương Iran đưa tin Tehran đã yêu cầu Moscow cung cấp các hệ thống phòng không. Tiết lộ với tờ New York Times sau đó, hai quan chức Iran giấu tên không chỉ xác nhận yêu cầu của Iran mà còn khẳng định việc chuyển giao đã được triển khai sau khi thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Tehran vào ngày 5 tháng 8. Bài viết của New York Times không nêu rõ Iran đã yêu cầu Nga cung cấp thiết bị gì hoặc đã được chuyển giao những gì. Hiện Iran đã có một số hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Tehran từ lâu đã mong muốn mua các hệ thống phòng không tiên tiến, chẳng hạn như S-400 của Nga, để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi những mối đe dọa tiềm tàng. Việc Nga chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Iran nếu được xác nhận sẽ là một bước tiến quan trọng. Thậm chí, hệ thống S-400 có thể đã được triển khai trên lãnh thổ Iran vì trước đó có thông tin cho rằng hai máy bay vận tải Il-76 của Nga đã đáp xuống Iran. Nga và Iran chưa bình luận về các thông tin này. Hồi tháng 4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel, viện dẫn lý do đáp trả Israel vì không kích sát hại một chỉ huy quân đội cấp cao của nước này ở Syria. Làn sóng khoảng 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gần như bị chặn hoàn toàn bởi các hệ thống phòng không của Israel, chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Vào thời điểm đó, Israel dường như đã đáp trả bằng cách tấn công một hệ thống S-300 gần một địa điểm hạt nhân ở Iran, mặc dù nước này không xác nhận sự việc. Việc chuyển giao hệ thống phòng không giữa Nga và Iran diễn ra trong bối cảnh Trung Đông đang lo ngại về cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel để trả thù cho vụ ám sát được cho là của Israel đối với nhà lãnh đạo Haniyeh tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Sau cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án hành vi tội phạm do Israel thực hiện nhằm vào những người dân bị áp bức và không có khả năng tự vệ ở Gaza cũng như vụ sát hại ông Haniyeh. Tổng thống Pezeshkian khẳng định nước này không hề tìm cách mở rộng phạm vi chiến tranh và khủng hoảng trong khu vực, song cảnh báo Israel chắc chắn sẽ nhận được những hình phạt thích ứng cho những tội ác của mình. Về phần mình, Nga lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine và tuyên bố đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với nước này. Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã thề sẽ trừng phạt nghiêm khắc Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh của nhóm chiến binh này và coi đây là nhiệm vụ của Tehran. Trước nỗi lo sợ về một cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông, Israel đã đặt quốc gia vào tình trạng báo động cao trong ngày 6 tháng 8. Israel tuyên bố họ đã sẵn sàng tự vệ và sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích. Các nguồn tin nói với tờ Washington Post của Mỹ rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng chính họ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo nguồn tin, ông Haniyeh, nhà đàm phán chính của nhóm vũ trang Palestine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp với phái đoàn Israel, đã bị ám sát tại Tehran vào tuần trước, vài giờ sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Vụ việc này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực vì Iran đã thề sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc. Những người thân cận của chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với tờ Washington Post ngày 6 tháng 8 rằng giới chức Nhà Trắng đã ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhận được thông tin về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo các nguồn tin, Washington tin rằng động thái của chính quyền Israel là một thất bại trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không biết và không liên quan đến vụ ám sát, mặc dù Israel là đồng minh thân cận nhất của nước này ở Trung Đông. Các nguồn tin của tờ Washington Post cũng tiết lộ mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel ngày càng gia tăng sau vụ ông Haniyeh bị sát hại. Một quan chức Israel mô tả cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau vụ ám sát Haniyeh là căng thẳng. Một số quan chức chính quyền Mỹ cũng đã nói rằng nhiều người trong Nhà Trắng hiện coi Thủ tướng Netanyahu, chứ không phải Iran, là quân bài chủ chốt trong việc ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh diễn ra một ngày sau khi Israel xác nhận rằng nước này đã loại bỏ chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah, ông Fuad Shaker, trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, Tel Aviv đã tấn công cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát của Yemen, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.
Tờ Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho hay, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gây áp lực đáng kể lên Israel để kiềm chế các hành động của nước này. Thay vào đó, Mỹ đã triển khai thêm các khí tải quân sự, bao gồm một phi đội máy bay phản lực F-22 và tàu khu trục hạm đến khu vực này để hỗ trợ Israel đáp trả sự trả đũa có thể xảy ra của Iran. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào và hẹn gặp lại!